Xin chào tất cả mọi người, hiện tại là 11 giờ đêm ngày 31 tháng 12 năm 2018. Mọi người thấy ở phía sau lưng của mình đó là cái bảng số 2018. Và trong vòng 1 tiếng đồng hồ nữa đây sẽ tới giờ giao thừa. Và đúng lúc mà nổ pháo giao thừa thì con số này nó sẽ trở thành lại 2019. Trời đã mưa. Và theo như dự báo thời tiết thì đúng 12 giờ này sẽ đổ mưa tiếp. Nhưng mà thời tiết dù lạnh dù mưa vẫn không thể cản bước chân những người thích những cái không khí lễ hội giống như vậy. Giống như tôi đây cũng gồng mình mặc 2, 3, 4, 5 lớp đồ để mà theo chân tất cả mọi người. Nguyên một cái đoạn đường dài Penn Avenue thường bữa rất là tấp nập vì đây là cái đường chính của cái trung tâm thành phố Pittsburgh. Nhưng ngày hôm nay vào trước cái thời điểm đón giao thừa khoảng 8 giờ tối là đã cảnh sát đã khóa hết tất cả mọi đường đi vào, chỉ để dành cho người đi bộ thôi. Hai bên đường là
massive hand. Got another anniversary. And the person that sent me the text, come back up, please, so I get this right. He's giving the text, come on back up. Thank you.
And if you don't understand that,
Level 2. Where you guys going? 3? Yeah. Closing.